Ba chồng em á, thì em có gọi lại và hỏi thăm. Ba chồng em nói là ý là em phải có trách nhiệm với gia đình chồng này, phải gửi tiền về này kia thứ không? Thì em mới nghĩ là em cũng hơi chặn tự ái của em. Trước đó thì vợ chồng em có cho vay tiền một người bạn, thế đến lúc mà người ta không 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 có trả được mình, thế vợ chồng em cũng có quặn lời qua tiếng lại. Lúc mà lấy nhau cái trời ông thả bom là coi như là cứ ồ ồ luôn ạ. Thằng Nguyễn Văn An, em sinh năm 1983, quê em Hải Phòng. Em hiện tại em đang làm công nhân kỹ thuật. Em xin chào chị Hồng Vân, thần tượng của em. Em chào anh Cúc Thận. Em tên là Nguyễn Thanh Thủy. Em hơn ổng 10 tuổi. Thiệt luôn hả? Em hơn ổng có 10 tuổi. Vậy đó hả? Vậy mà nãy tôi kêu bằng em. Không, sự thật luôn là phải là em quá. Ừ. À, nghề nghiệp của em là em chăm sóc sắc đẹp. Ở đâu? Em đang ở đâu? Em hiện đang ở Canada. Rồi. Sinh sống ở Canada. Ủa vậy là bây giờ em vẫn ở bên đó hay là... Em ở bên đó. Về để tham gia vào hôm sau. Trời. Chủ yếu là em muốn gặp chị. Có dễ thương quá vậy. Em đăng ký bên đó luôn á, ổng không biết. Rồi, hai bạn quen nhau sao? Tụi em shop online. À, là em quen ổng trên mạng. Trên em quen ổng trên Facebook. Tháng 3 năm 2012, tụi em chính thức nói chuyện với nhau là nhờ cái bức ảnh mà lúa, thiệt là lúa của ổng. Ổng mặc cái áo thu đông màu đỏ chết. Xong ổng chụp xong ổng kiễng chân ổng đó. Kiễng chân với tới một bông hoa. Cái em mới đối là trượt chân ngã rúi khóc cái òa. Rồi ông trả lời nói chứ không trượt được đâu, chân vững lắm. Nghĩa là ông, nghĩa là em cứ tưởng tượng là ông sẽ đối lại với em tiếp. Dạ. Nhưng mà ông nói cọc lỏng ra em bực quá thì em không nói chuyện nữa. Cái ông vào trong tin riêng ấy, ông ấy chào em. Thế là hôm đấy vợ chồng em nói từ giữa nửa đêm đến gần sáng. Ghê thật. Và bao lâu các bạn mới được gặp nhau? Đầu tiên em cũng không nghĩ là vợ em sống ở Canada. Mới quen em mà gửi quà cho em hai lần, không phải gửi dại gái gì vậy trời. Cứ nói chuyện rồi em nhìn hình ảnh, em cũng không đoán được là tuổi vợ em là hơn em nhiều như vậy. Vợ em nói tuổi em không tin. Nhưng mà lúc mà tụi em có gọi video hàng ngày luôn á, thì ông cũng không tin là tuổi của em. Ngày 12 tháng 12 năm 2012, đúng 12 giờ 12 phút, ông cầu hôn em. Nhưng mà cầu hôn là trực diện vậy hay là qua Facebook? Ông nhắn tin. Nhắn tin nhau hả? Ông nói chứ làm vợ anh nhé. Em cũng lờ đi, không nói gì hết á. Em thấy ông mày cũng thật thà này kia. Rồi em book vé máy bay. Em book vé máy bay về Việt Nam chơi ngày mùng 3 tháng 3 năm 2013. Wow. Là tụi em gặp nhau lần đầu tiên là mặt đáp mặt là ở phi trường Nội Bài. Trong lần đầu gặp nhau như vậy, ở ngoài như vậy đó, thì có nhìn thấy cái chứng minh nhân dân hay là passport không? Sau đó em có cho xem. Ông nhìn ông bỡ ngỡ xong bức tủm tỉm ông cười. Em nói giờ tin chưa? Cái ông không nói gì hết trơn á. Đến lúc này là đâu có quan trọng nữa đúng không em? Dạ vâng. Nhưng mà gì nè, tức là tụi em yêu nhau là 5 năm hả? Dạ không. Tụi em cưới nhau được hơn 5 năm rồi. Tụi em quen nhau chừng một năm, hơn một năm. Thời gian các em ở bên nhau trong một năm là được bao nhiêu ngày? Vợ em về tháng 3 năm 13 ấy, thì em cũng có cầu hôn một lần nữa với vợ em. Mà lần ấy thì vợ em cũng đồng ý. Cưới vợ thì cưới tiền tay luôn. Đồng ý cái là em cưới luôn trong một tháng sau đó. Lúc đó là cũng chịu rồi, đã chịu trước rồi mới về Việt Nam đó. Xong cái ổng ngay cái là ok liền. Đi xem thì người ta nói là không có cưới tháng đó, thì đợi cuối năm. Cưới ngay đúng ngày cá tháng 4 luôn. Thế xong cái nhiều người cũng nghi nghi, nhưng mà có thiệp phát đi cái bắt đầu nó người ta mới tin. Ồ vậy hả? Dạ. Tính ra là khi vợ chồng em cưới thì ở với nhau được hơn một tháng. Cưới xong thì em vào trong Đà Lạt bên thành phố Hồ Chí Minh khoảng một tuần. Sau đó là vợ em về lại Canada. Cưới thì là ngày mùng 1 tháng 4 năm 2013, nhưng mãi đến năm 2016 tụi em mới có giấy đăng ký kết hôn. Lúc mà em ở bên đó thì là cái chúng em mới cưới nhau được chừng hơn một tháng. Thì là cái tiệm của em ấy, nó bị chập điện, nó cháy. Lúc đó em cũng thất nghiệp, ông cũng thất nghiệp luôn. Lúc đó thì ba chồng em á, thì em có gọi lại và hỏi thăm. Ba chồng em nói là ý là em phải có trách nhiệm với gia đình chồng này, phải gửi tiền về này kia thứ không? Thì em mới nghĩ là em cũng hơi chặn tự ái của em. Tại vì bên nước ngoài ấy, là lấy chồng thường thường gia đình chồng họ lo cho gia đình vợ nhiều lắm luôn, kể cả gia đình chồng bố mẹ chồng cũng lo cho gia đình vợ nhiều lắm. Thế em nghe em hơi kiểu em mới tự kiểu em cũng thấy tủi thân này, em lấy chồng mà chồng không lo cho mình, bây giờ mình bắt mình phải lo cho gia đình chồng. Thế xong lúc đó em nói cho chồng em thì chồng em nghĩ là em hiểu lầm, tại nhiều khi em lớn lên ở Canada, em qua bên đó cũng mấy chục năm rồi, thì cái cách sống của em nó cũng thoáng hoặc là cũng cởi mở giống như người bên đó luôn á. Thì em không có chịu như vậy. Thì em nói là bình đẳng đi, bình đẳng giới. Em nói chồng em cũng không có tin. Chồng em cũng không chịu tìm hiểu luôn á. Thế em mới giận chồng em không nói chuyện. Chừng hơn một năm sau thì
bố mẹ ông áp lực ông là bắt ông phải cưới vợ. Cứ nghĩ là tụi em xong rồi. Tại vì ông là con trai một mà cũng là con là trưởng họ nữa. Bố chồng em thì là rất là gia trưởng. Mà ông không nói cho em nghe. Cuối năm 2015 á, là nhỏ bạn em nó bảo chứ từ trước người ta thấy mày cứ đâm đầu mày làm không, mày phải nghĩ đến chồng mày này chứ thứ gì đó chứ. Chứ tao mà là ông, tao bỏ mày từ lâu rồi. Chứ không ai mà đợi mày từng đó lâu đâu. Thế là em đặt vé với ba em đi. Em về em không nói cho ông nghe. Cái lúc gặp ông cái ông ngỡ ngàng luôn. Ông nói chứ mai mình gặp nhau nhé. Rồi, tức là hàng gắn lại. Dạ. Hàng gắn lại thì bao nhiêu lâu thì em mới có em bé? Gần chừng một năm hay sao? Một năm. Vậy thì trong suốt một năm đó là em ở Việt Nam luôn. Em sinh con là bên Canada. Dạ. Em có bầu được 4 tháng thì em về lại Canada. Bé được bao nhiêu tuổi? Em bé được 1 tuổi, được gần 13 tháng. Sau khi sinh thì bao lâu thì An mới qua thăm? Thật ra là em cũng rất là muốn sang mà khi mà nhìn chưa đi, qua được. Em chưa qua được, tại vì nhất là những cái ngày mà vợ em mang bầu, em vẫn nhớ mãi không quên là cái hôm mà vợ em vỡ ối. Trước đó thì vợ chồng em có cho vay tiền một người bạn, thế đến lúc mà người ta không có trả được mình, thì vợ chồng em cũng có quặn lời qua tiếng lại. Em sanh sớm có một tháng, tự nhiên nó người em nó hụt xuống, em giống như động đất ấy. Nó người em nó tự nhiên nó tóp lại, xong cái em cũng thêm thấy ướt, tại xong em mới sợ, em nói, ôi trời ơi, không lẽ mình đáy dầm ra quần. Xong em sợ, em túm cái điện thoại, em gọi cho ông lại nữa, thì cũng cuống lên, em gọi mẹ ông, rồi gọi chị ông, rồi trong nước mắt nước mũi tràn ra. Xong từng lúc đó thì em phải gọi cho xe cấp cứu á, thì em thì chẳng có người thân bên cạnh gì hết. Thì em có cái người mà họ mướn nhà của em, gọi nó thì... Tức là đưa vô trong bệnh viện? Dạ, là cái người đó ở trong phòng mổ mấy em luôn. Là quá may mắn. Thực ra chị thấy cái tụi em là tới giờ phút này là cho dù là được lấy nhau 5 năm rồi nhưng mà ở bên cạnh nhau quá ít. Thì thành ra làm sao mà mình có... Tức là chị nghĩ cặp này nên bỏ qua cái phần gọi là... Tật xấu đi, bởi vì có... Có chứ. Có không? Có chứ. Hai liền. Tại vì bây giờ đó, cái phần này không phải là cái phần mà các bạn đang kể về cái quá trình. Ừ. Cái quá trình các cuối bạn liền. À, khó khăn, à? Sóng gió như thế nào. Có chứ. Quá rồi. Lấy nhau cái là ông ấy là... Có bao nhiêu tật xấu khui ra. Lúc mà còn yêu thì đương nhiên là giữ kẽ, là lúc mà lấy nhau cái cho ông thả bom là coi như là cứ ồ ồ luôn. Rồi, thả bom bậy, rồi gì nữa nè. Rồi... bừa bộn này. Rồi bừa bộn nè, rồi gì nữa nè. Nói thì cái dài dòng như ông già. Dài dòng văn tự, rồi dài gì dòng... nữa nè. Ở xa nhau về mà còn phát hiện nó quá trời tật xấu ở gần. Không biết sao đây. Thì buổi sáng nay tụi em mới cãi nhau một trận ngoài chợ Bến Thành xong đó. Ông với cái tội ông nhanh nói em. Nói nhiều đó, nói nhiều. Có chút nha trưởng đó. Giờ cho em mong muốn thay đổi luôn một... Thả bom hay xì hơi thì cũng giữ ý một chút xíu. Giữ ý tứ. Đừng có như kiểu bừa bộn quá, này gục quần áo vớ này tháo ra cái dục tùm lum này. Bây giờ An, hồi nãy giờ em vẫn chưa khui ra được một cái tật xấu nào của vợ em. Và đến giờ phút này rồi, cái tật xấu của vợ em là có hai cằn nhằn. Hai cằn nhằn rồi, xúc tích coi nè, cằn nhằn đối gì nữa. Vâng. Có một cái đấy này em coi đó là cái tật xấu của vợ em thôi. Ừ. Vâng. Vậy là mong muốn là bớt cằn nhằn đúng không? Vâng. Sưng hô nữa. Vậy thì đúng rồi, nhắc nhớ, đáng lẽ không nhắc là không khui ra. À. Ví dụ bình thường đây vẫn anh em ngọt sớt như thế mà tại sao mình khi cãi nhau hay là có hiểu nhầm thì tự thay đổi. Thay đổi gì? Chỉ có anh tôi thôi. Nhưng mà em vẫn không muốn. Chứ tôi tưởng đâu là giận lên cái chị nói cho em biết nghe. Có, em có nói. Có chưa? Ta ra trưởng đây là thằng chồng em nói ngon lành lắm. Em nói Du phải nhớ nha, Du nhớ là Du đang kém tuổi tôi nha. Du nhỏ hơn chị nha. Trước khi mình chia tay nhau á thì chị chỉ xin nói về vợ chồng em một chút xíu thôi. Có nghĩa là chị rất mong muốn làm sao để tụi em giữ cái mối quan hệ này, cái gia đình này, mặc dù hiện giờ đang là gọi là xa gọi là xa về mặt địa lý đó, non sông cách trở đó. Nhưng mà cố gắng hết sức, chị nghĩ chắc cũng một thời gian nữa thôi là bạn này qua đoàn tụ với bạn này, đúng không? Hoặc là ngược lại là bạn này làm sao mà phải, nói chung là không cần biết, hoặc là anh này qua đây hoặc là chị này về đây, nhưng mà gia đình tụi em phải gắn kết, phải sát với nhau, phải ở gần. Con em năm nay là một được gần 13 tháng, đã đến lúc là nó phải rất cần cái trong một cái gia đình mà có đủ cả cha cả mẹ hoàn hảo á, để nó mặc dù được mẹ chăm sóc nhưng nó vẫn rất cần cái sự mà hướng dẫn rồi thì gần gũi của cha, đúng không? Thì giờ tụi em cố gắng khắc phục cái chuyện đó thôi. Còn thời gian ngắn nhất có thể là tụi em phải kết dính trong một cái gia đình để con em nó được tận hưởng cái hạnh phúc là cả cha cả mẹ. Đúng vậy, con em thôi, nó đó là lần đầu tiên nó được gặp ba mà nó về nó cái nó theo ổng liền. Trời đó, máu mủ đó ha. Yên tâm đi, cái chương trình này nè, ai ai muốn có con là sẽ có con. Thôi đừng chúc nữa bạn. Ai chưa?
ai chưa đoàn tụ, ai chưa sum vầy thì chắc chắn ngồi vào chiếc ghế của vợ chồng sau này chắc chắn về một thời gian ngắn thôi sẽ sum vầy và hạnh phúc. Dạ rồi. Mới mấy tháng rồi em? Dạ 8 tháng rồi ạ. Chương trình này phát ra là chắc ăn đầy tháng bạn luôn rồi đó. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. À, xin chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ngày hôm nay và cô Hồng Vân cũng như là chú Quốc Thuận. À, con là Đinh Chí Thành, thì công việc hiện tại con là đạo diễn hình ảnh. Thành là năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 25 ạ. Dạ. Rồi mời con giới thiệu về mình. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Đỗ Thị Mỹ Ngọc, năm nay con 22 tuổi. Con là dancer, hiện tại công việc chính con là nội trợ. Khi mà sanh em bé bao nhiêu lâu thì con sẽ tiếp tục trở lại cái nghề của dạ, mình? Dạ tại vì hiện tại thì con có một bé gái ở nhà rồi. Bé này bé thứ hai ạ. Bé gái mấy tuổi? Dạ năm nay là được 3 tuổi ạ. Ông thì làm hình ảnh, một cô thì là nhảy. Đó, dancer thì làm sao mà gặp lại nhau? Không, nhưng mà vấn đề là tụi nó yêu nhau rất là sớm, đúng không? 18 tuổi yêu nhau. Là 19 tuổi có con á. Còn đó, trước đó là các bạn đó là thanh mai trúc mã. Ví dụ vậy em đoán thử có phải không? Không, đi làm nghề chung với nhau và gặp nhau. Đúng không? Đúng dạ không? Em đúng. Em chuẩn bị từ ông mụ ăn bói luôn rồi. Đâu sao nè dạ. Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ thật ra là lúc mà con học lớp 11 á, là Ngọc mới học lớp 9 thôi. Thấy chưa, thanh mai trúc mã. Không, mà hai đứa không có học chung trường, không có quen nhau luôn. Lúc đó con là một đứa đam mê nhảy, cũng là một dancer luôn. Dạ con lập một nhóm nhảy. Lúc đó thì cũng là học sinh mà tìm cái phòng tập rất là khó khăn. Cái vô tình lên cái phòng tập đó là cái phòng tập của Ngọc đang tập nhảy trên đó. Thuê trên đó tập. Vô thì mình vừa tập, xong rồi mình phải ra nghỉ về hay lâu nửa tiếng để cho nhóm của Ngọc vô tập. Xong cứ thay phiên nhau như vậy á, thì lên tập chung thì cái mình cứ nhìn, mình thấy là ồ, bà này mới nhảy đẹp quá, thích. Đó yeah. thì lúc đó là hai đứa mới biết nhau, cũng biết thôi nhưng mà cũng không có nói chuyện. Rồi xong rồi con có đăng lên trên Facebook á là mình thích nhảy cái bài này quá mà không có ai nhảy chung hết trơn á. Cái Ngọc mới bắt đầu vô hai đứa mới nói chuyện nhau. Comment yeah. Em có tập bài này rồi nè, em tập hết bài này luôn rồi. Đó, xong cái hai đứa mới hẹn nhau ra công viên tập nhảy. Thì hai đứa, Ngọc thì nhảy rất là giỏi. Rồi con nhảy thì rất là dở. Đó thì Ngọc sẽ dạy cho con cả phần của nam, Ngọc nhảy phần của nữ. Rồi xong hai đứa nhảy chung với nhau, phần tập chung với nhau ở công viên. Xong rồi đụng tay đụng chân. Đúng rồi, xong rồi lúc đó rồi, bắt đầu thích nhau trong công viên luôn, rồi quen nhau luôn. Nhưng mà nhìn coi như là nhảy đẹp, nhưng mà cái gương mặt và cái dáng có đẹp không? Dạ lúc đó là nói chung là đẹp hết, đẹp đều. Dạ. Thế còn con thì sao? Mà gặp ổng kiểu hơn. Mọi người nói à, anh này là nhóm trưởng nè. Con nói kiểu gì nhóm trưởng mà nhảy xấu vậy? Gì nhóm trưởng mà nhảy xấu vậy? Mà hồi đó ổng ốm cô, ổng ốm chắc cỡ 5 mấy ký rồi. Một mét bảy mấy, có 5 mấy ký, ông ốm nhơ mà nhỏ lắm, giống như cây tâm xỉa. Dạ đúng luôn rồi. Đó. Mà được cái là biết ăn mặc, biết chân diện, dạ cũng vậy đó. Cái cũng mình cũng nói, thấy cũng biết ăn mặc này kia nhưng mà được cái bị cái nhảy xấu quá. Tập với nhau một thời gian thấy cũng hợp tính kiểu này kia. Dạ, cái xong mày quen, cũng tìm hiểu cũng quen. Thì hai đứa quen nhau đến cũng được khoảng 3 tháng. Thì lúc đó con trong cái thời gian đó con cũng có bị bệnh lao. Lớp 11 thì chỉ muốn là đi chơi rồi bạn bè này nọ thôi. Nhưng mà lúc nào Ngọc thì cũng đi chơi bạn con là con đeo lên đi theo. Đi con theo đeo, xong cái ôm sà nẹo cái mà kiểu khó chịu quá. Không đi đâu cũng muốn đi theo á. Kỳ sao đi đâu muốn đi theo. Ủa anh đi đâu vậy? Đi chơi với bạn anh. Ừ chứ em đi theo chứ. Rồi xong cứ phải đeo theo. Thì lúc đó mình cũng cảm thấy 11 mình... 11 này lớp 9. Lớp 9 dạ. Dạ rất là ngại, xong rồi cái kiểu như mình thấy là mình mất đi cái sự tự do của mình quá sớm. Cái kiểu lúc đó cái con mới quyết định là thôi hai đứa mình dừng lại đi chia tay. Lớp 9 á là con đã khẳng định luôn kiểu ông này sau này phải là chồng mình. Con nói là cưới người nào phải giống bố con á, mặc ông này y chang luôn. Có nghĩa là giày đồ hồi đó là giày này kia là ảnh chà hết. Đồ con này kia là ảnh chà hết mà ổng kiểu ổng chăm kỹ lắm. Biết là Ngọc thương mình rất nhiều nhưng mà mình lúc đó mình cũng muốn dành thời gian cho mình, bản thân mình nhiều hơn. Xong rồi tận tới 3 năm sau hai đứa gặp lại nhau ở trong một cái nhóm nhảy, là nhóm nhảy của con luôn, là nhóm nhảy của con tập. Nhưng mà con nghỉ từng chừng 1-2 tháng gì đó để con làm việc và Ngọc lên xin vô nhóm tập và không biết trong con trong nhóm nhảy đó. Lúc đó là con đang có bạn trai luôn. Thì con xin vô cái nhóm này, con nói là chắc nhóm này không có ổng. Tập một thời gian cỡ 1 tháng, tự nhiên anh nhóm trưởng nói sắp tới Kiro quay lại nhóm nha em. Thì quay lại lên tập thôi. Cái ai nói có định quay lại không? Nói không chứ không quay lại đâu, kiểu hai đứa không còn tình cảm đâu, nghĩ vậy. Mà mẹ con nói với mẹ con thì mẹ nói hai tụi bay sắp là thế nào cũng quay lại. Khi lần đầu tiên chạm mặt nhau thì lúc đó cái cảm xúc như thế nào? Dạ kiểu cũng bình thường, như anh em trong nhóm bình thường thôi. Mà dạ. Lúc đó thì con lại khác. Nhìn cái cảm giác giống như lần đầu gặp vậy, kiểu lúc nào mình nó cũng soi nó nao núng sao một cái gì đó rất là thân thuộc, nên là mình cảm giác mình nó bồi hồi lắm. Dạ. Cái khoảng mà 3 năm chia tay nhau đó là em là do là lý do là em chỉ là ham chơi và không muốn có một ai đó coi như là sắp sáp với mình cứ sà nẹo với mình. Dạ, đúng hay rồi, là còn dạ lý đúng do nào khác? Dạ anh bị bệnh lao ạ.
Dạ, bị bệnh. Anh bị lao kháng kháng thuốc. Dạ. Ồ, vậy dạ. Hả? Con đâu có biết đúng không? Dạ, con biết luôn. Nhưng mà cái bệnh lao đó của anh nó nặng như thế nào em? Dạ, con bị đợt đầu tiên là chị 9 tháng. Xong rồi lần thứ hai con bị là con chị 12 tháng. Xong cái bác sĩ nói là cái này bị lao kháng thuốc rồi. Làm về chị điều trị lại từ đầu là thêm 2 năm nữa. Là cái quá trình chị 2 năm á là hai đứa sẽ gặp lại nhau. Và lúc đó thì thật sự là con rất là... Mình cảm thấy là mình rất là khó khăn trong cái việc chữa bệnh. Tại vì cái bệnh này thật sự nó không khó trị, nhưng mà nó bị cái là uống rất là nhiều thuốc. Và những người mà không trị được bệnh này là do không uống nổi thuốc. Tức là một buổi sáng mình mở mắt ra, mình thấy mình mở mắt chưa ăn gì là mình phải uống 15 viên thuốc. Rồi xong rồi mình phải chờ nó tiêu hết thuốc rồi xong mình mới bắt đầu mình được ăn sáng. Chưa uống nó mình nhìn thấy mình ói rồi. Nhìn thấy thuốc của mình ói, nhìn thấy thuốc của mình ói. Lúc đó cũng không có chơi dai được nhiều hết á, thì bạn bè cũng mất hết luôn. Mà xong rồi lúc gặp lại Ngọc á, thì Ngọc lại kiểu như là không có quan tâm tới cái chuyện bệnh của mình, mà vẫn tiếp tục bên cạnh mình. Mình cảm thấy là tại sao mà một người mà luôn luôn bên cạnh mình, mà cho dù mình không có gì trong tay, mình không có tiền bạc, không có công việc, cũng như là lại cũng bệnh á, nên là Ngọc vẫn tiếp tục bên cạnh mình. Nhưng mà mẹ Ngọc nghe hai đứa quay lại, mẹ Ngọc rất là lo. Tại vì con gái mà mình đâu có muốn giao cho một người mà không có tương lai. Thành nói cho con biết là Thành bị cái bệnh trạng như vậy đó. Bệnh lao mà còn rất trẻ dạ. Như vậy đó. Thì lúc đó cái cảm xúc con thế nào? Không, con thì con cũng bình thường. Tại vì lúc đó thì ảnh... Con có hiểu về cái bệnh lao dạ, không? Biết, dạ biết. Là không. Lúc mà sau 3 năm là cái bệnh tình của anh đã ổn lại một chút xíu rồi. Nhưng mà anh còn rất là yếu con. Yếu lắm. Một người đàn ông không có sức khỏe, không có công việc, rồi học vấn cũng đang bị dở dang á. Cái mẹ con cũng không có... Mẹ con cũng lo kiểu sợ con mình khổ á. Cái cũng không cho quen. Thì con cũng đấu tranh kiểu vừa áp lực việc học mà con cũng nói là thì giờ nếu mà mẹ không cho con quen thì con vẫn ở bên ảnh vậy đó, chăm sóc ảnh tới khi nào ảnh không còn nữa thì thôi. Yeah. Tức là mẹ đồng ý liền không? Yeah. Hay là mẹ cho con, mẹ phải bắt con kiểu một cái điều cũng kiện. Phải đấu tranh luôn con, đấu tranh một thời gian mẹ luôn. Thì không có đồng ý đâu. Yeah. Nhưng mà tại vì hai đứa con mới vô tình có một cái chuyện nó vô tình thôi, nhưng mà nó thành lệ sự thật. Không, cái kiểu là hai đứa lúc đó còn trẻ thì thường là hai đứa nhắn tin nhau thì kêu vợ vợ chồng chồng. Cái kiểu vậy, một hôm cái mẹ Ngọc coi điện thoại, cái coi được tin nhắn đó, cái kiểu nói rồi chắc người lớn thì người ta suy nghĩ lắm, nhưng mà kiểu như nhìn thấy vợ vợ chồng chồng cái kiểu là hai đứa này chắc ở với nhau rồi. Đó thì người lớn nên lại sợ cái chuyện đó, nên nó nói rồi xong rồi kêu Thành qua nói chuyện, rồi đó cái kêu qua nói chuyện rồi hỏi vậy đó, xong rồi mình thấy được nước vậy cái mình làm tới luôn, kiểu như xong cái mẹ Ngọc kiểu thôi nghĩ rồi lỡ rồi thôi cho cưới luôn. Coi như là mình dùng chiêu luôn. Dạ, đúng không? Với lại dạ. Đó mẹ con khó lắm con. Đi chơi xa cũng không được, mà đi qua đêm cũng được. Con cũng nói muốn cưới là chiếu là để đi chơi. Mẹ không cho quen thì cứ vậy đó. Cái mẹ con cũng kiểu thấy anh Thành hiền. Với lại hồi đó tính con ngang lắm. Mà ổng chịu được cái tính của con, cái mẹ nó thôi kệ đi. Kiếm được đứa chịu được cái tính nó là cho đi luôn. Là mẹ đồng ý rồi đúng không? Lúc mà cưới xong thì con cũng định là kiểu mình cũng sẽ tiếp tục cái công việc của mình này kia rồi. Xong mà chơi, đi chơi cho đã. Dạ đúng rồi. Chơi cho đã. Ai có về? Dạ, ai về? Bên nhà ảnh. Ba con đó là ra vô ngày nào cũng nói. Trời, 3 tháng rồi nha, không thấy gì hết trơn nha, cứ về lâu rồi nha, không thấy gì nha. 3 tháng không thấy gì là không vui rồi. Cứ ra nó móc gì hoài, móc mình tới nỗi mình tức, mình nói thôi giờ thôi về giờ mình đáp ứng cho nên xong bộ phận con cháu rồi mình làm, mình gắng cố gắng mình đẻ. Thành nó phải chững chạc quá em à. Dạ. Có tật xấu gì không em? Ảnh tật xấu của ổng thì không có nhiều, mà cái nào cũng mệt mỏi. Cái nào xấu dễ sợ. Cái nào cũng mệt. Dạ đúng rồi. Ví như cái hứa thật nhiều, thức thật nhiều. Có nghĩa là ổng hay quên mà ổng cứ hay hứa lắm. Chẳng hạn như giờ con kêu ảnh, anh ơi xíu nữa anh rửa chén giùm em nha. Để đây đi xíu anh rửa liền. Cô biết không, 2-3 ngày sau cái chỗ đó vẫn yên nguyên, nếu con không đụng vô là chỗ đó yên nguyên luôn. Rồi đồ ăn á, rồi khi con lấy ra, anh ơi ăn nha. Em cắt trái cây ăn nha. Để đó đi anh ăn. Là ngày hôm sau cái tô đó yên nguyên luôn cô. Để đó yên nguyên luôn là để hư luôn đôi khi vậy luôn á. Chẳng qua là con lo làm á, tập trung làm á. Lúc mà mình ngồi dựng phim chọt ngang vô cái gì cái nó bị đứt cái đường dây á. Anh em làm dựng phim biết mà. Đứt cái đường dây á, mình làm cái nó bị sai liền á. Nên mình phải tập trung mình làm xong hết không, luôn rồi xong mình quên luôn. Dạ. Rồi gì nữa nè. Ổng dành hết cả thanh xuân cho cái phòng vệ sinh luôn. Như vậy là nặng lắm nha. Cái gì mà con biết vô ổng làm cái gì mà mỗi lần đi á là 30 phút ít nhất. Tìm ý tưởng đó. Dạ. Thiệt. Ý tưởng dùng phim. Ý tưởng á, nhiều khi dạ. Suy nghĩ y nãy dựng về đúng chưa ta. Không được, không được, phải đúng rồi, đó vậy đó. Thường những cái hiện tượng mà ngồi lâu, cởi thỏ mà lâu đó là một á, là đọc sách. Hai là cầm theo cái điện thoại. Dạ. Để vào trong đó chơi game hoặc là được. Comment Facebook dạo. Dạ. Vô cái bị kiểu như là nhiều khi đăng clip lên xong cái nhiều người comment cái cũng ngồi lướt trả lời xong rồi nhắn xàm cái. Với lại một phần là nó cũng liên quan đến cái tật xấu đầu tiên, là cái tật xấu hay quên đó, là Ngọc cũng làm trái cây này nọ sẵn để đó mà không bao giờ ăn, xong đâm ra là khó mới đi tiêu hóa. Đó. Tức là em nó bị từ cả nội cả ngoại. Quá. Đó. Khuya chơi game.
À thức khuya dạ. Không phải dựng phim mà là chơi game. Cái phổi yếu nha. Dạ đúng rồi. Cái phổi yếu dạ, không có thức khuya nha. Không phải là con không muốn tránh chơi game, nhưng mà có nghĩa là phải dành sắp xếp thời gian xong mình chơi mình cho hợp lý. Chẳng hạn như giờ 12 giờ xuống cũng được, 12 giờ là đã trễ lắm rồi, là mình xuống là vừa rồi. Không đâu cô, đôi khi 12 giờ 45 xuống, xuống xong bấm điện thoại tới gần 2 giờ 1 giờ mới ngủ. Được nguy hiểm mà. Dạ đúng rồi. Này cũng cho phản biện lại xíu, xui lắm đó cô à. Nói chung là nguyên ngày không bao giờ chơi, từ sáng tới tối luôn, tới tận 10 giờ tối luôn. Mà thì thường là 10 giờ tối á, thì mới chơi, tại vì 10 giờ tối mới có bạn bè bắt đầu, bạn bè nó xong việc hết trơn rồi mình mới chơi chung, và tính thói quen của con là chơi các bạn bè chơi chung mình mới chơi. Thì chơi tầm được 1 tiếng 2 tiếng, nhưng mà thường thì tụi nó cũng chơi trễ lắm. Mình 10 giờ mình rảnh rồi, nhưng mà mình tính là 11 giờ mình mới chơi thì tụi nó 11 giờ nó mới vô đủ mà, nên là mình ngồi mình làm phim tiếp. Xong rồi cái mình là ngồi làm đã thì bà ở dưới phòng bà đâu biết đâu. Rồi tụi nó vô đủ rồi, đủ rồi Thanh ơi vô. Xong vừa mới vô game cái mở cửa ra. Ủa chơi game hả? Dính. Ủa sao lên đúng lúc vậy mà lần nào cũng vậy, lần nào mình lên ngay cái lúc mà mình vừa mới vô game xong đó. Nãy giờ chơi 2-3 trận rồi đúng không? Chơi 2-3 trận rồi vô nói chơi có 1 trận nha, sợ sợ nha. Nó gọi xong cái mình kiểu thôi chơi được một trận xong xuống cũng ăn cục tức xong đi xuống chứ đâu thôi thì ra vợ lo nó đúng đó em. Dạ bớt nhưng mà rồi. Cái phổi á là vậy nè con, ngoài cái chuyện uống thức khuya ra thì con tiếp xúc với cái sóng từ của màn hình á cũng không có tốt nha con nha. Dạ đúng rồi, phổi á đó nên con có phải cẩn thận. Rồi cái cờ trao tay tới bên này nè. Dạ tật xấu này đầu tiên là thèm ăn, cái là rất là xấu tính. Mình đang ngồi làm cái tức là ngồi kiểu nhay cho tới khi nào mình chở đi ăn thì thôi, ngồi cứ đập ốc len xào dừa, cúc lộn xào me, nghe hấp như là con chạy đọc thần chú vậy hả? Dạ đúng rồi, con đọc nguyên cái danh sách ra luôn. Mà khi nào mà mình đứng lên khỏi ghế thì thôi, đọc kêu kêu tụng kêu chịu hồi á, đấy kêu gì vậy? Cái này cô biện hộ chút xíu, con ơi cái dòng có bầu nó ngộ lắm con ơi, nó thèm. Không có bầu cũng vậy cô à? Không phải tại nó bầu liên tục con thấy à? Bầu đợt trước bầu liên tục. Không nhưng mà cái em ngưỡng em ra đời một cái là em dính bầu kia rồi. Thôi bây giờ con ráng đi, ráng để cho nó thay qua nở nhụy đi con. Rồi tiếp tục. Hay cấu. Đói bụng vô có hay cọc tính không? Không, đói bụng thì không cọc đâu. Nhưng mà mấy chuyện cọc nó rất là tào lao. Tức là ví dụ? Kiểu, con nó đang ăn thì đút cho nó ăn, cái đút vô. Nó không ăn, tự nhiên hôm nay nó không muốn ăn thì nó không ăn thôi. Tự nhiên vậy thôi đó, quay qua cọc mình, chửi mình luôn. Đó, cái vậy. Nói chung là những cái chuyện nó rất là đơn giản. Quay không qua phải, chửi. Cô biết không? Chẳng hạn giống như là con bầu mình ngồi lâu không có được rồi. Mà mỗi lần ăn là ba người cùng ăn, là ảnh ăn, ảnh với lại bé ăn cùng lúc. Con là đút cho bé rồi. Thì ảnh ăn xong, thay vì ảnh ăn á, ảnh ngồi ảnh ăn cho lẹ, sao nó em ơi em có cần anh giúp gì không, có cần anh cho con ăn không, em qua em ăn đi. Không đó cô, ngồi ăn bấm điện thoại, ăn xong cái cũng bấm điện thoại, kiểu ngờ ngay mặt mình mà không có phụ giúp mình cảm thấy khó chịu. Dạ đúng rồi, bực mình liền. Ok, còn cái sai nữa là khi mình biết mình sai nhưng mà vẫn không bao giờ nhận sai, kiểu như mình nói khi mà hai đứa gây lộn nhau á thì mình nói vấn đề, mình nói hết vô tật sai của chị luôn. Ok xong rồi im ru à, không nói xong cái tự nhiên lát nữa mình kiểu như bình thường lại mình cái lại ở anh ơi đi ăn, nó kiểu vậy, không có chuyện gì xảy ra như chuyện gì của mình á. Ủa mà anh đâu có lật cảm xúc được như em đâu, anh đang rất là bực, xong rồi tự nhiên em quay qua bình thường với anh giống như không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Biết mình sai mà không bao giờ nhận sai, anh hỏi em biết em sai chưa, rõ ràng là sai nha, rõ ràng là chụp hình mình xong đăng lên Facebook mà mình không thích tấm hình đó, mình kêu xóa đi, xong cái không xóa, xong rồi lát một tháng lát hồi nói xóa, rồi anh hỏi em biết em sai chưa. Không biết sai gì trơn, có sai gì đâu, thôi bình thường. Không bao giờ nhận mình sai. Không bao giờ nhận, nhất quyết không nhận nha. Nhưng mà mình mà có sai là sao? Dạ, từ mình đúng xong thành mình sai luôn. Có những lúc ảnh nói mình sai này kia kiểu thì nói lúc hai vợ chồng ở trong phòng với nhau thôi, còn ở đây không có đâu, như là có mẹ anh ở đó hay gì, ảnh cũng la con luôn, kiểu vậy mình cảm thấy là mình không thích cái vấn đề đó. Chẳng hạn như cái em con lên con nói con biết con sai rồi, con lên con em biết em sai nhưng mà anh đừng có la này kia kiểu lớn tiếng trước mặt không, người khác. Này em phải vậy rồi, tại vì em một mình nói em không nghe, phải gọi đồng minh. Bây giờ sẵn là con mong muốn vợ con thay đổi gì nè? Chắc là bớt càm ràm lại xíu. Ý là mong muốn là vừa bớt càm ràm nè, vừa thấy khi mình sai thì mình phải nhận. Nhưng mà dạo này cũng được một hai lần là có nhận rồi đó, bắt đầu nói nhiều rồi đó, xong bắt đầu lại thấy suy nghĩ tiến triển, bắt đầu có tiến triển. Có ngộ ra đó, có ngộ ra đúng không? Dắt ngộ. Rồi con sao? Dạ con thì em biết là em với anh là cưới nhau, là quen nhau sớm, nên là hai đứa có lúc cũng sẽ ham chơi với lại kiểu cần thời gian để thích nghi á. Cảm ơn anh đã sẵn sàng trưởng thành, thay đổi thích nghi với để cho cuộc sống hôn nhân của tụi mình hạnh phúc như ngày hôm nay. Sắp tới là gia đình mình có thêm một cái thành viên nữa, thì hãy cùng em làm cái điểm tựa vững chắc cho hai đứa. Em thì em không có cần anh thay đổi gì đâu, chỉ muốn là anh biết sắp xếp thời gian của mình hơn,
để mình nghỉ sớm, nghỉ ngơi sớm này kia, nó tốt cho sức khỏe của anh sau này và hiện tại thôi. Thật ra thì hôm nay tới đây thì con có muốn thực hiện một cái điều mà trước giờ hai vợ chồng chưa làm với nhau. Tức là hai đứa lúc đó mà lúc mà quen nhau thì giống như nói á, là xong rồi quen nhau xong rồi gia đình kêu cưới cưới luôn, nhưng mà con điều chưa làm là hai đứa chưa cầu hôn. Con chưa cầu hôn vợ. Trời hôm nay ơi. Sẽ cầu hôn vợ. Trời hay quá. Chắc quỳ ha. Em à, trong suốt cái quá trình mà mình quen nhau và hiểu nhau á, em luôn luôn bên cạnh anh và đồng hành với anh, cho dù anh có khó khăn, sức khỏe yếu đi hay là... Rồi, xin chào hai anh chị đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hả? Mời anh chị giới thiệu về mình. Dạ. Chào anh, xin phép kêu chị Hồng Vân cho trẻ. Dạ. Chào chị, chào anh. Chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Đặng Quốc, là đến từ Tiền Giang. Dạ. Hiện nay là công chức làm ở Sở Xây dựng Tiền Giang. Dạ. Ừ. Em nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 78, 1978. Ừ. 78 là hơn Quốc Thuận tuổi đó. Em là sinh 79. Đây con ngựa, đây con dê. Ủa em tuổi ngựa hả? Dạ, tuổi ngựa. Vậy là chị hơn em giáp á. Dạ. Đúng không? Chị hơn em. Ủa nãy anh giới thiệu là anh tên gì? Dạ em tên Phạm Đặng Quốc. Đặng Đặng Quốc, em gì nữa, biết tuổi rồi. Em gì nữa. Nhưng mà tụi mình là giống nhau chữ Giang á. Dạ. Anh ở Tiền Giang, còn Quốc Thuận ở An Giang. Dạ. Đó. Thôi, đồng hương miền Tây. Miền Tây. Dạ. Đồng hương của Quyền Linh luôn. À. Ở Tiền Giang. Rồi, mời chị. Dạ. Chị Hồng Vân và chào. Nói lớn lên, nói lớn lên. 2, 3. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Nhanh. Năm nay 40 tuổi. Em cũng đến từ Tiền Giang, là làm ở Sở Y tế Tiền Giang. Bên này Sở Xây dựng, bên này Sở Y tế. Ừ. Không lẽ giờ đoán ta. Đoán đi. Hôm đoán hay chết quớt lắm. 99% là đoán chất quớt rồi. Không lẽ giờ đoán ổng đang đi làm xây dựng, rồi xong cái ổng mệt quá, ổng đi vô y tế khám bệnh rồi gặp cái cô này. Biết rồi đâu. Hai người coi như là quen nhau. Biết đâu, biết đâu, đúng không em? Đúng không? Dạ hồi đó giờ anh ít cái bệnh mà cũng sợ vô bệnh viện. Thấy chưa? Mới đoán nháp thôi đó mà nó chất quớt. Rồi giờ sao hai người quen nhau? Sao mà anh quen được cô gái đẹp này đó? Trước đây thì em làm ở huyện Cai Lậy á. Làm ở ban quản lý dự án. Dạ. Yeah. Rồi mới ở lại ở trọ, nhà cũng xa. Thì ở trọ thì cô này làm ở lúc đó làm ở bệnh viện Cai Lậy. Yeah. Thì cũng ở trọ cũng cần cũng ở trọ chung với bà chị ở cũng như bà chị cơ quan kia nhiệt trong một cái khu khuôn viên á. Có nhiều cơ quan á. Yeah. Thì em làm bên ban quản lý dự án, còn chị đó làm bên mặt trận. Yeah. Rồi mới gặp nhau rồi mới mới giới thiệu có đứa cháu. Rồi mới để ý bà chị mà con đứa cháu có đứa cháu mà để ý mà bà nói đứa cháu kia chứ không phải đứa cháu này. Tức là một người khác chứ người không phải là này. Người khác. Ủa rồi sao? Thì cô người kia không được mới quay qua cô người này. Có nghĩa là gặp người kia rồi. Gặp rồi. Mà không ưng con mắt đúng không? Cô không được chứ không ai ưng, người ta không chịu. Cô không có được. Chuyện người ta thật thà vậy thôi chứ cua không có được. Lý do sao cua không được? Không biết nói làm như người kia nhìn. Mà lúc đó em lúc trước em đi nhăn nắng đen thui à, xấu lắm. Nhìn thấy ghê lắm. À, bữa nay trắng là tươi lại rồi đúng không? Ốm vậy đó. Ốm lắm. Lúc trước là anh vừa ốm vừa đen. Rồi bây giờ cơ duyên nào gặp cái cô này, quay xe cô này vậy? Thì mấy cũng là cháu cũng ở chung đó. Rồi mới thấy vậy mới làm quen. Mà thấy cổ đâu? Tức là cái người mà đó là có mấy người cháu lợn. Thì biết rồi, nhưng mà không vuốt bà kia. Mấy người cháu này ở chung nhau nè. Là coi như là bà kia không chịu rồi mới quay qua kiếm, mới gặp cô này. Thì có mấy người cháu vậy đó, mà giới thiệu người cháu kia mà cua không được thì qua cua người cháu này. Ủa là chung ngày không? Chung một ngày không là... Không, thì cũng không ở chung nữa là... Không, ý anh nói, ý Quốc Thuận hỏi là có chung ngày không á. Ví dụ như vuột cái cô kia xong rồi là không sao mới thấy lâu, được lâu mới thấy là cho cũng cháu nữa. Sau một thời gian mới gặp cô cháu này. Mà gặp ở đâu? Cũng ở trong cơ quan đó luôn. Rồi nhưng mà ấn tượng đầu tiên của em khi em thấy bạn này sao? Hồi đó ốm nhách là xấu quá. Cũng ốm luôn hả? Còn ổng hồi đó làm sao chứ? Thì em mới thấy xấu rồi, mấy cô xấu là đen mà cái tóc vàng que que nữa nhìn. Ôi ôi, hồi xưa nhuộm tóc vàng nữa hả? Dạ không phải do nắng nắng quá đi tóc vàng. Ai biểu chê bán chi giờ phải chê lại. Rồi sao ốm không có ấn tượng gì hết. Với lại là cô cũng không có, nói chung là cô không có chịu, tại vì ảnh để ý thôi chứ cô không có cho quen. Tại lúc đó ở chung ở nhà ngay cơ quan của cô á, nhưng mà cô nói cái anh này kỳ lắm, anh này xấu lắm. Xấu tánh. Rồi cái tánh cũng kỳ lắm, đừng quen, nó mà có cua là đừng có chịu nha. Không là không có cho gặp.
Vậy đó, anh để ý nhưng mà không có cho gặp. Rồi cho nên là em cũng không là gặp. Là cô không có giới thiệu, cô cản cô. Nó làm sao? Rồi sao cô được? Ừ đúng rồi đó. Cái nha, chơi chiến thuật luôn. Không có, bà chị á, bà chị á, bà có cháu này nè. Rồi em thì có thằng bạn. Bà thêm một đứa cháu nữa. Bà mới khoái, bà muốn gáp bạn em với cháu là đứa kia nha, chứ không phải này. Phải cô này. Rồi bà cứ đi chung hoài thì gặp. À giống như mình đi với thằng bạn. À em đi với bạn. Mình đi với thằng bạn rồi bà. Ba vậy đó. Ba. Cái cặp kia nó đến với nhau thì cặp này không phải đến thôi. Ở không rồi đó thì cũng phải chuyện trò thân mật rồi tìm hiểu. Vậy là lúc đó là đi với thằng bạn rồi bên này đi giống như là chị em. Hai vậy đó thì đúng không? Cô kêu em là cái tới bé kia là bạn thân với em thì cổ kêu là đi chung nặng gặp cái anh kia rồi anh kia thì anh này lại cũng là bạn thân rồi đi thì gặp thôi chứ cũng không ấn tượng như hết trơn là chủ yếu là mai cho hai người kia chủ yếu là hai người kia thôi. Rồi cuối cùng á là cái thời gian mà đi theo kiểu bốn người đó lâu mau cũng lâu lắm lâu. Cũng khoảng nửa năm á. Nửa năm trời đi tại vì giờ người. Chơi đánh cầu lông rồi này kia rồi đi ăn mà đi ăn toàn đi chung thôi mà không mà ăn luôn. Ai trả tiền? Ăn thì thường hai anh này trả không biết làm gì lại em trả không à. Rồi lúc đó giai đoạn đó bị phá hoại kinh tế ghê lắm. Ủa mắc gì em phải trả cái cặp kia họ đi cặp kia phải trả chứ mà cái thật em vậy đi là gặp là hào phóng lắm. Tính tình hào phóng lắm đúng không? Em tính ra em tốt với bạn đầu tư hết mấy cây vàng em nói chị nghe coi. Cũng 5-6 cây vàng vậy chứ sao vậy? Chứ trời sao lâu mà nửa năm mà em sao đi đâu trời đi đâu phải đi vậy lận. Đi mà bà kia bà chị á bà còn dẫn thêm một số cháu nữa mà mình phải hốt luôn hả chứ sao bà quá trời cháu kìa nhiều hết cháu này tới chỗ kia tại lúc đó bà ở đó rồi mấy đứa cháu bạn đi học rồi đi làm rồi đi ăn là khoảng 7-8 người luôn có lần nào hùng không mình nó mốt á trời ơi rồi cái ông bạn kia có trả không có mà ít lắm trả đó. Là khi đi bốn người á thì lâu lâu uống nước rồi thì anh kia có nhưng trả mà anh hỏi thiệt nha có phải chứ gì cái sự hào phóng đó của ổng cái sự ga lăng đó của ổng mà em ngưỡng mộ không không dạ có thích ổng không cũng một phần nhưng mà cũng không thấy gì thích nữa nói tại vì tự nhiên trả tiền gắn chịu đâu trả tiền gắn chịu ngu gắn chịu rồi ơi không mà đầu tư hết 5-6 cây vàng ê mà ăn gì ăn dữ vậy trời thời gian lâu mà nửa năm ăn bộ ăn nhậu dữ lắm hả thì ăn rồi nhậu chứ ăn như là có nhậu không có nhậu luôn rồi tiệc tùng này kia rồi thí dụ có nè ê nhưng mà có nản không bỏ tiền nhiều quá mà cua nó không chịu lúc đó cũng rồi tính cua chơi chứ cũng không quyết tâm á thì cũng như gặp nhau rồi bạn bè nha nhưng mà anh Quốc có nản không không rồi đến khi nào thì bả mới chịu cái cú nào mà bả chịu cũng lâu rồi không biết quen có hai lúc mà đi đó thì xong rồi tới lúc mà quen thì khoảng 2 năm á là mới chính thức là giống như là yêu nhau tại vì cũng đưa rước vào đi nhau kia 2 năm rồi bắt đầu mới chính thức là yêu nhau là tốn mớ tiền không mà thử thách làm cũng không biết là anh có này có thật lòng nào không để mà mua cái mối tình này không chứ là chị thấy tốn hao quá không trời đất ơi gì mà quá trời quá đất gì đầu tư gì mà quá trời đầu tư vậy ờ có khi nào mà hai đứa đi riêng không hay là mỗi lần đi là bà phải dẫn thêm bạn bè rồi đi dẫn bạn bè không à ít cái không có khi nào đi riêng chứ cái lần dẫn mà nhiều nhất là bao nhiêu người quá chắc mười mấy người ăn cũng 2-3 hiệp vậy chứ là tốt ăn trời ơi thiệt ăn xong còn karaoke đồ này kia ha chơi đồ dễ sợ quá tốn chắc cả chục cây rồi đãi tiệc sinh nhật là sinh nhật nhớ bạn rồi xong rồi tới sinh nhật của là em. Ổng giả luôn ôi đó ôi là trời rồi thôi tội nghiệp ổng quá để qua nó tua lẹ lẹ đi chứ để thấy hao quá mình hỏi không mà mình còn thấy hao tiền nữa ừ rồi xong rồi 2 năm mà quen nhau nè đúng không chính thức quen nhau không bây giờ phải hỏi là ổng có cua không ổng phải có tỏ tình không thì 2 năm bắt đầu mới chính thức quen nhau đúng không mà tỏ tình sao thì lúc đó là ổng tỏ tình với em hay là em. Hay là em tỏ tình với ổng dạ ảnh chứ đâu tỏ tình sao Quốc là lúc đó là sinh nhật giống như là sinh nhật hồi xưa vợ sinh nhật em á phải không dạ nói chung là cảm động là cũng nên nói vậy chứ cho làm nữa trả tiền là sinh nhật là hồi đó vợ ở nhà nói chung ở nhà ở quê em thì cũng nghèo làm nhẹ đúng không ba mẹ là nghèo lắm không có làm sinh nhật từ nhỏ giờ không làm sinh nhật rồi không làm tới lúc đó là cũng 24 tuổi là lúc đó anh làm sinh nhật cũng cảm động là lúc xong rồi mua hoa hồng mà đặt nguyên một bàn tiệc luôn rồi mời các bạn bè đó hết luôn xong rồi mua hoa hồng mà lúc đó ở quê mình thì buổi chiều tối người ta bán hoa ít nó không có mà mua đủ 20 mấy hoa bông hoa là luôn là ổng mua dạ nhưng mà có bông cũng hơi héo mà cô của chê nữa gom hết trời mà vậy cô nói bông gì đâu mà đặt bông gì không có thiện ý là bà cô xấu. Của em á dạ đúng rồi cổ cũng không có chịu cổ nên là cô chê này chứ kia rồi nói
thôi vậy cũng được rồi, tại vì cái ảnh nói là ờ đi mua hết chợ mới được nhiêu đó. Thấy thương không? Rồi thấy cũng cảm động. Rồi cũng sau đó rồi rồi bữa sinh nhật đó ổng có nói cái lời gì tỏ tình yêu thương với em không? Thì nói chúc mừng sinh nhật này kia thôi, rồi nó cũng nói là quen cái vậy đó. Không xứng lên được cái câu mà làm bạn gái anh nghe. Có nói không Quốc? Có nói không? Có. Nó ngôn bìa vô nói không? Hay là lúc tỉnh táo nói? Cũng tỉnh táo mà giờ. Anh nói chứ bây giờ vốn liếng còn bung ra nhiều quá rồi. Đâu lẽ được một cái câu là làm bạn gái anh nghe mà không nói được nữa thôi đi chứ. Ừ, bữa đó mà bên này từ chối thì lúc đó sao quá. Không biết sao nó nhận. Chắc tự sáng. Tự giận chết cho rồi á. Đầu tư quá trời là, lúc đó là ảnh mua cho cái điện thoại luôn rồi. Lúc thời đó là điện thoại cũng mắc lắm á, là mua cho cái điện thoại là trước khi mà làm đó. Nhưng mà trước bé này á là Quốc em có yêu ai chưa? Dạ chưa. Rồi bởi vậy em mê muội là đúng rồi. Chưa bao giờ tình yêu, một tình yêu mà ngay thẳng á, vừa tốn kiếm vừa ngay thẳng, chỉ biết đúng một cái đối tượng này là đâm đầu vô không cần biết, đúng không? Thôi vậy cũng viên mãn. Tốn kém quá đúng không? Vậy cũng viên mãn rồi. Nhưng mà sau cái bữa sinh nhật đó coi như là chính thức coi như là quen nhau đúng không? Dạ dạ. Rồi bà cô có ngăn cản gì không? Dạ có, tại vì cô nói là không có hợp tuổi, hai đứa không hợp tuổi, tại vì ông xã là tuổi ngọ còn em là tuổi dậu nên là không hợp tuổi. Rồi ở nhà gia đình cũng không có chịu nữa, hai bên gia đình lấy nhau là tiệt mạng. Dạ đúng một rồi. Người chết á, hai bên gia đình không ai chịu. Một người chết. Em là mạng gì? Dạ mạng mộc. Em là mạng gì? Quả. Mạng quả. Quả. Phải với mộc. Đốt cây rồi đốt. Nên là ở nhà cũng không chịu rồi, quen cũng lâu gì lắm. Mấy bà chị này cản cản gì mà. Ủa lúc đó có hận hơn bà cô. Dạ rồi. Hai đứa có con chưa? Đứa con mạng gì? Dạ một đứa là mạng thủy với một đứa là mạng kim. Trời ơi đâu có sao đâu. Trời ơi ngon lành. Ngon lành rồi. Em với chị giống nhau ghê. Hay nè, ổng chuẩn bị đốt thì cái nước nó dập vô. Đúng rồi. Đúng không? Mà đã vậy kim á là kim trắng á. Quả xanh cái gì? Kim xanh thủy. Đúng rồi. Kim xanh thủy là ông này sẽ phải không? Mặn quả chứ, mặn quả là cái đứa ông là mặn quả nè, em mặn mộc đúng không? Đúng rồi. Rồi một đứa kim, thủy, một đứa thủy. Kim. Dạ. Quá dạ, ngon đúng luôn. Đúng không? Thì dạ, một đứa kim là vượng cho cha, đứa vượng cho mẹ đó, đúng không? Không có sao chứ. Trời bởi vì tôi nói đừng có mê tín dị đoan, không có gì hết trơn á. Đấy yêu nha. Nói cái vụ mà bắt đầu ổng tỏ tình xong rồi. Ổng hôn người ta làm sao? Chà tới nụ hôn chắc tốn kém nữa đúng không? Không, lúc nào cũng không nhớ. Không sao đâu. Là lúc đó là đi cũng đi chơi đi uống cà phê đó, thì đi ai ngủ không ngủ đi uống cà phê đúng không? Dạ đi riêng uống cà phê đâu uống cà phê thì cái quán giống như quán chòi vậy đó. Cà phê chòi phải không? Dạ, dạ. Ông vô trong chòi ông có hành động gì không? Không lúc đó là như đi chứ hàng kia mới tách ra mình mới đi. Đi với hàng nào nữa? Là hai cái cặp hồi nãy. Cái cặp hồi nãy tách ra trước. Cái cặp tốn kém lắm. Cái cặp kia đó. Cặp đi rồi ra. Cái nó tách ra rồi ở đây không biết làm gì mới đi rủ đi chơi. Cái ảnh mới rủ đi. Vô cà phê chòi. Dạ. Vô em trời. Có ý gì mà em rủ tới vô cà phê chòi? Em ý gì? Tính sẵn gì trong đầu rồi. Cái đi đó thì em cũng thấy ngại nữa. Xong thì vô cái em nói vô đây làm cái gì tự nhiên vô đây. Cái xong vô thì cái lúc đó thì chỉ vô cái nắm tay ngồi cái lại cái nắm tay cái quay lại cái anh Hùng nào giống như là Hùng bất ngờ. Bất ngờ lén là... không lén không lén quay rồi xong cái giận quá đi về luôn, kêu đi về không uống nước đi về luôn. Rồi thôi tính từ cái mốc mà hung lén á, hung bất chợt đó cho đến lúc mà cưới nhau là bao lâu? Hơn một năm rồi. Hơn năm sau cưới luôn. Tại vì gia đình không có chấp nhận nên là hai bên cứ nói chung là cứ không có chịu. Dạ. Nhưng mà rồi cái ngày đám cưới có coi ngày không? Có ngày tốt không? Em mà không coi ngày. Hai vợ chồng tự làm. Nhưng mà cuối cùng cái ngày đó là cái nhưng ngày mà cũng là ngày tốt không? Là cũng trục trặc là tại do cái vụ mà đám cưới. Tại em nói là bà mẹ vợ nói là sẽ một trong là vợ chết đó chứ không phải là nay chuyến này em đốt sách của mấy em thầy bói hết. Em cưới vợ không coi ngày. Cái về nói má mới nói không ai mà coi ngày, ai cưới vợ cũng coi ngày trơn á. Mày không coi ngày rồi sao được, nó con thấy rồi không, con là không có tin gì đoan. Tại vì con hỏi má nè có ai mà không coi ngày không. Cái má nói ai không coi ngày trơn á, nói vậy má ra coi ngoài tòa án người ta ly dị nhóc kìa. Cái em nói thôi con giờ đám cưới con tự quyết để con chọn ngày, nó mày muốn chọn ngày nào chọn. Cuối cùng chọn ngày nào? Ngày tốt không? Chọn ngày 30/4. Cái đặt thiệp rồi hết trơn, cái
má coi nó ngày tam nương cái gì ngày tam nương sắc chủ ôi vậy rồi mày cứ cưới mình tự mày cưới đi, tao không đi rước nhau rồi phải bỏ hết thiệp luôn. Là bà già, bà dạ. Già của bố. Dạ. Tốn thì mớ nữa là đặt cũng mấy trăm thiệp rồi xong. Là bỏ cái ngày đó. Bỏ thiệp đó luôn. Dạ. Rồi là cưới ngày nào nữa? Đổi ngày khác. Đổi là giờ nó thôi vậy, nó má chọn ngày nào. Giờ hai bên dành coi ngày nữa. Đàn trai cũng dành mà đàn gái cũng. Rồi rốt cuộc thì theo bên đàn trai. Dời lại, sụp lại là có nghĩa là ngày 27, ngày 28. Thay vì 30 một thì sụp lại 2 ngày. Ừ. Dạ. Chụp lại mùng 9, mùng 10 thì phải nhớ là âm lịch á. Rồi cái đợt đó rồi hai tuổi nó kỵ nhau rồi. Trong cái ngày lễ cưới á, nó có cấm kỵ gì không? Có kiêng kỵ gì không? Có à, quên á. Mà nó đủ thứ chuyện xảy ra đám cưới. Đám cưới á là phải ăn cắp cô dâu. Không lên đèn. Không lên đèn, làm lễ ăn cắp cô dâu rồi đủ thứ gì nói chung là cấm hết trơn á. Rồi cái khó chịu lắm đúng không? Khó chịu lắm rồi cái lúc đó mới đi đi vô cứu rễ. Bữa trước đi cứu rễ cái vợ làm mặt em đi trang điểm ngoài trang điểm cái này á, chỗ gần chỗ em trên đường em đi á, đi em hốt về rớt về luôn. Mới bước vô cửa nhà bà vợ chửi quá rồi chứ khách cứ thôi đâu tính đuổi về luôn đã không cho gặp rồi đã không cho gặp rồi chửi xong rồi đuổi về luôn mà về bị la vậy là rồi la, sao tại thằng em nó chở đi rồi em chở về trước là bị la rồi em bị la quá rồi la cái xong về cái la hai vợ chồng bị la hết luôn. Rồi gán là nhịn em chứ giờ cũng không biết sao. Nhịn luôn chứ nhưng mà cưới rồi vẫn cưới rồi đúng không? Dạ chưa, cái lúc đó là mới đi qua cái đang là chuẩn bị làm đám cưới á. Qua cứu rễ á là bữa trước á. Bữa trước bên đàn gái đã. Chị biết rồi nhưng mà sau đó thì vẫn cưới. Dạ dạ đúng rồi. Chửi thôi cưới à. Ừ. Đúng không? Tức là chỉ có náo động ngay tại thời điểm đó chút đỉnh thôi. Đó sao mà về đàn trai cũng bị luôn. Về đàn trai là lý do người ta kêu ăn cắp cô dâu là phải đi về trước rồi đi cửa sau không được đi vô cửa chính. Cắp đó. Không được vô cổng chính. Mà chở về ngay cổng chính luôn. Về cái mệt quá em bị ói trên xe rồi cái mệt cái vô cái ảnh đưa vô thì cửa dưới thì thấy người ta bà con đồ bắt ghế đồ ngồi chật quá không có chỗ đi vô. Còn cửa nhà trên nó trống lỏng không có ai ngồi đó trơn thôi cái xách đồ đồ đi vô. Bị ngập bạc bị chửi nữa. Cái này vô xuống đi cự mấy dì mấy cô đồ nói không à vậy la mà hồi la nói chung là cũng nhẹ cũng hơn bên kia. Đám thì la khéo khéo thôi chứ cũng bị la. Nói sao để đi nhà trên mà không đi nhà dưới. Nhưng mà bây giờ thì tình hình là hai bên mẹ vợ với chàng rể mẹ chồng với nàng dâu thì sao? Bình thường rồi, tốt bình đẹp thôi, không có gì. Tại vì lúc mà đẻ đứa con ra là tôi nói là chuyện gì nó cũng vui chứ đúng không? À. Mà hai đứa hả Cưng? Dạ. Nếp đẻ đầy đủ hả? Bé đầu là gái, bé sao trai. Trời ơi, 10 điểm luôn trời ơi. Đó trời, không hạp tuổi hả? Nhưng mà nó nghe nè, dạ. Cái lúc mà mang bầu đứa con gái đó, gia đình hai bên sao có thấy rằng là cái sự gọi là mày xưa mình cấm đoán là tuổi tác này nọ rồi có thấy mọi mấy những người lớn đó, có một cái sự thay đổi gì không? Không, khi mà bình thường là lúc mà cưới xong về là em thay đổi hết à, em gặp em là ai cũng phải thay đổi, làm cho mọi người thay đổi hết mà rồi cũng làm nói chuyện với bên vợ rồi bên mẹ nói chung là cũng tâm sự rồi. Vợ bên mẹ vợ coi như con trai cả. Mẹ cứ, cưng lắm, mẹ cưng cái, cưng mọi chuyện vấn đề gì cũng phải hỏi. Nhìn thấy dễ thương. Không có mà mẹ cưng nhất nhà luôn, cái gì cũng điện hỏi anh không cái nói ủa sao mẹ không điện hỏi lễ con. Lễ quý của mẹ luôn. Mẹ rồi. Không điện hỏi con mà cái gì cũng điện hỏi anh. Ủa kỳ trời, sao bị ủa hình như lộn hả chứ. Mà cái gì cũng hỏi trơn trong gia đình chuyện gì là cũng điện hỏi anh chứ. Rồi lúc đó là mới cua coi như là rất là hào phóng đúng không? Vì dạ, nói chung là về làm rể chắc ổng cũng về chắc cũng là mua chuộc lòng mẹ dữ lắm đúng không? Mẹ là khúc đó thì mua chuộc thì chịu nhưng mà coi tuổi thì không chịu, nhưng mà thật ra trong bụng thì chắc cũng sau này thì thấy giúp đỡ gia đình bên em nhiều lắm. Tại vì ảnh làm nói chung đúng là hào phóng, là tất cả mọi thứ là về nhà xây sửa nhà đồ cho mẹ một tay rồi, rễ ha. Dạ rồi lo này kia nọ là mọi thứ là ảnh lo hết nên là có chuyện gì mẹ cũng hỏi ảnh á. Vậy chắc lúc lấy ổng về là ổng có tật xấu gì đâu ha? Nhà có bàn gãy là cưng gãy này nhất. Ừ biết rồi, nhưng mà giờ chị đang hỏi em đó. Dạ. Hai chồng lấy nhau về là ổng không có tật xấu gì đâu ha? Dạ có. Có không? Trời ơi đâu kể nghe chơi. Tật xấu là cũng vì cái lòng tốt quá, giống như là hào phóng quá đó nên là bị cũng bị mấy người bạn lừa tiền, cũng lừa gạt, cũng lừa gạt tiền rồi không có trả. Mượn cũng mượn 500, 1 triệu cái ghét rồi 2 triệu, 3 triệu rồi tăng lên có khi gần các bạn. Hồi đó giờ mất mấy cây vàng rồi. Rồi bị giống như cũng khoảng 100 mấy chục triệu. Vậy đó hả? Mà lúc đó cũng nhiều tiền lắm á, mà coi như là
chứ thôi là mua được mấy miếng đất. Cứ bị cứ mượn vậy đó. Mượn cũng mượn như em cái tội nghiệp nhiều. Em cũng không có cản được. Người ta nói đây thôi mà giờ kẹt tiền quá rồi mai chịu tá cái gì đó. Mình có tính thương người nữa. Mượn mà giấu không có cho vợ hay. Ai không mượn, cho bạn. Rồi giờ ai giữ tiền? Dạ nói chung là tiền lương á thì hai vợ chồng của ai mới giữ, nhưng mà cũng góp chung cái phần tiền để mình sinh hoạt gia đình, rồi những mấy công chuyện lớn ví dụ như mua nhà mua xe thì ảnh quyết định. Nhưng mà thì cũng có bạn bè cũng hỏi ý kiến thì hỏi cho có rồi thôi chứ. Rồi sao nè? Nhưng mà vậy thì cũng tốt, tại vì ảnh lo mọi thứ, có nghĩa là ảnh nấu ăn rất là ngon. Là... không đang đang hỏi tật xấu nha, đang hỏi tật xấu nha. Thí dụ như cái tính đó, cái tính đó là xấu nhất rồi, với lại hay nhậu thôi, nhưng mà giờ cũng bớt nhậu rồi. Rồi ăn uống có khó chịu không? Dạ không, ăn uống thì cũng nói chung là hơi cầu toàn chút xíu, nhưng mà tại vì tự làm nên cũng không khó chịu. Ủa vậy nãy giờ không? Vậy có cái tật xấu là dễ tin người thôi à? Ông có gia trưởng không? Dạ không, nhưng mà có giống như gần đây là hay quên, giống như là cái bị chích vaccine. Nhưng mà đổi thừa không có bị Covid, nhưng mà là hay quên, là nhiều khi mình nói cái đó là mới nói rồi cái nó không có nói. Mà nói là không có mà cãi gì đó. Chứ con không có gì giờ. Hay quên mà hay cãi. Dạ đúng rồi. Với lại hay thương người quá vậy thôi, mà thương người nhiều khi mình thấy có những cái hại vậy thôi, có cái tốt nhưng mà có cái cũng không có nên ấy quá. Người đàn ông này có coi trọng lễ nghĩa nào không? Dạ đúng rồi. Có không? Có. Y chang như anh Thuận nói. Là lễ nghĩa là thí dụ như về nhà hồi xưa thì ba mẹ mấy cậu, nói chung là bên chồng khó thì có đám tiệc hoặc là có ngày kia thì mình, hoặc là Tết đó thì đi phải đi ra đốt nhang đúng ngày giờ đó, ngày đó rồi thưa gửi đàng hoàng, gặp người lớn là phải chào hỏi. Thì cái đó thì cũng tốt, tại vì mấy cái về thì được cái là anh cũng chỉ dẫn hết. Thì lúc mà mới về thì bên chồng khó lắm, nhưng mà anh hướng dẫn này kia, anh chỉ lại đó là phải làm vậy hết. Rồi cái đó là điểm tốt. Bây giờ em mong mỏi chồng em thay đổi điều gì? Dạ thì nói chung là cái khi mà bạn bè thì mình cũng tốt thì cũng được, nhưng mà tiền bạc rồi thì mượn lựa chọn ít. Bạn dạ. Xíu ha. Rồi chỉ vậy thôi, với lại giữ gìn sức khỏe, tại vì lớn tuổi thì phải coi trọng sức khỏe mình tí. Tại rồi. Nhiều khi chơi với bạn cũng thích chơi cũng hơi quá đà, khi rồi sức khỏe mình lại không tốt. Rồi giờ tới anh Quốc. Dạ. Người đàn ông đã bỏ ra cả chục cây vàng để cua cô gái này. Vợ em thì cũng không có tật xấu gì nhiều, có một hai cái tật xấu à. Chủ yếu ngủ nhiều à. Phải ngủ mà. Phải ngủ rồi. Buông ra ngủ, sáng tới kêu dậy đi làm mới chịu đi vậy. Nhiều khi kêu lần thứ hai nữa, thứ ba. Quạo không? Mà... không quạo. Không, nhưng mà ngủ được á là trời, bây giờ nhiều người bị mất ngủ lắm á Vi. Thiệt, nhiều người bị ngủ, nhiều khi chưa có lớn tuổi mà đã bị mất ngủ rồi. Thành ra là những người nào mà ngủ được á là tiên đó. Đó, theo chị là như vậy. Dạ. Thôi em bắt qua cái ngủ nhiều đi, còn cái gì xấu hơn cái ngủ nhiều không? Ít mà tại em có cái mảnh giường á, em tính nhiều khi để giải stress thứ bảy nhật về nghỉ. Ngủ vợ ra phụ làm là cũng là biết, nó ngồi ở trong nhà không mà không chịu lo sợ nắng không? Có phải sợ nắng nữa. Làm vô mệt lắm. Bả gái quê mà phải sợ nắng hả? Làm biến. Cái này là làm biến đúng không? Giường á, đúng rồi. Làm cái khác thì làm chịu làm lắm. Ủa nhưng mà ví dụ như cổ làm biến làm giường vậy thì anh có làm không? Anh có làm mình không? Có làm mình à. Làm mình vậy hả? Ủa giờ cái giường đẹp không? Cũng dạ, giường sầu riêng. Rồi chiều cái bả ra bả ngắm cái giường rồi bả có khen không? Đâu có ta ra đâu mà cắm bạn nói bạn ghét giường tược mà làm biến làm giường mà em sẽ... chiều là cũng không ra luôn. Chị đóng em cái miếng giường cũng hơi xa nhà, miếng giường hơi xa nhà. Chị công chuyện nhà chị làm được nha, mà đi ra vườn biểu chị làm chứ chị sợ chứ không làm cũng kỳ ta. Sao thiệt á, chị tại hiểu vì được làm đó. Nó mệt đó chứ không phải là không phải mệt nữa đó. Nó sao không với lại không kiến á, nhiều khi bị kiến á hay là gặp mổ chuột, ví dụ sợ chị sợ lắm, chị sợ là sợ vậy đó. Đâu đâu sao nãy em nói hồi xưa thì sao? Tại hồi xưa là em quê là cũng ở quê thì cũng làm lúa làm ruộng, em nói trời ơi mới lấy chồng ra được thị trấn giờ bắt về quê nữa. Chưa bắt bởi vì muốn thoát nghèo rồi muốn thoát. Còn bắt về quê làm vườn hoài, nói với lại hồi xưa là ta né rồi tao muốn làm bệnh rồi. Viện á, nhưng làm bệnh viện thì thức khuya nhiều nên là quen, giống như về mình mệt á, tại trực đêm thì trực nguyên 24 tiếng đồng hồ, về cái mình ngủ
nên là cái giấc ngủ mình quan trọng, với lại muốn ngủ vô lắm vậy đó. Xong riết rồi nó quen cái giấc ngủ chứ không phải đấy. Hoặc là mấy ngày nghỉ cuối tuần thì mình cũng ngủ một xíu, chứ gì cái kêu dậy kêu mới 5 giờ sáng kia. Nhưng mà mấy đứa nhỏ thì là ở với ông bà, có chồng bà chăm sóc không? Dạ có. Ở với ông bà nội. Quá rồi sao rồi giờ tiếp tục nè. Còn tật xấu gì nữa không? Còn nếu không thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Suy nghĩ nghe. Dạ. Còn tật xấu gì không? Hết rồi, dạ, đâu không có tật xấu gì nữa. Vậy mong muốn thay đổi, vợ thay đổi điều gì? À, mong muốn vợ là lâu lâu đi ra giường rồi làm việc chung rồi cho vui, chứ làm của mình buồn. Đi ra cho đứng coi cũng được. Ừ. Thực ra cái mong muốn của chồng em có thể thực hiện được. Tại vì em không phải là sợ giống như chị sợ. Chị là sợ thiên thu bất tận. Chị nói thiệt với em, chị con nhìn sâu mà nó bò trong tay thì sao? Nhìn mấy ông kia mà ông tí mà ông phi bạc 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 như ngựa phi là chị hồn siêu phách tán. Chị sợ lắm. Rồi sâu, sâu, chị sợ sâu, em biết không? Rồi kiến nữa, nhìn thấy kiến là ốc ác dựng ngược lên. Chứ không có phải làm biến cái đó. Nhưng mà chị bị sợ cái đó. Còn như em á, là em ngon rồi, em lấy chồng em là em ngon rồi. Em không phải đi mần rượu nữa đâu, em đừng lo. Mần giường thôi. Rồi, gia đình này vui quá à. Cưng quá trời luôn à. Cũng gần đây thì cũng có ra phụ rồi. Ừ đó. Có lúc này, thằng này có phụ rồi, từ từ đang phụ. Ừ đó, không ông chỉ có vậy thôi. Ông mần giường mới giữ sức khỏe được em ơi. Hiểu không, cho ông bớt nhậu đúng không? Gần đây cũng bớt nhậu, nói chung là cũng có cải thiện. Rồi thôi, cảm ơn chồng này quá vui nhộn rồi. Thôi chỉ biết là chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng bên nhau vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn hài lòng với những gì mà chúng ta đang có. Là bởi vì để có được hạnh phúc ngày hôm nay, đó chính là sự lựa chọn, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc nha. Xin cảm ơn. Dạ.